Nam mô Hoa Kỳ trong khóa tu mùa thu, và hôm nay là ngày thứ nhì của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui kỳ này được gặp rất nhiều Phật tử từ ở các thành phố và các tiểu bang khác đến đây tham dự. Và mặc dù ngày hôm qua khai mạc vào tối thứ sáu, nhưng mà buổi sinh hoạt tối qua cũng rất đông. Sáng hôm nay thì đại chúng phân tập trên chánh điện để ngồi thiền và tụng kinh cũng rất đông. Ở đây vị nào lần đầu tiên tụng kinh Pháp Hoa? Cũng khá ha, vậy là phần lớn đều được tụng kinh Pháp Hoa hết rồi. Thì đối với những vị nào mà có thể là đã từng tụng kinh Pháp Hoa hoặc là chưa tụng kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa chứ không phải là Pháp Hòa. Thưa đại chúng, kinh Pháp Hoa đó nói cho đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và khi chúng ta gọi gọn, gọi tắt gọi là kinh Pháp Hoa, thì kinh Pháp Hoa là thuộc một bộ kinh Đại Thừa. Thì theo quý vị biết đó, là trong truyền thống Phật giáo đó, có hai tông phái. Một á, chúng ta gọi là Tiểu Thừa. Hai, chúng ta gọi là Đại Thừa. Nhưng mà đừng có lầm, chữ tiểu, chữ đại ở đây không có cái ý là chê cái đại, không có ý chê cái tiểu. Và tiểu không có cái ý là dành mình là gọi là chính gốc. Chữ tiểu, chữ đại ở đây chỉ ý muốn nói là một chiếc xe nhỏ, một chiếc xe lớn thôi. Ví dụ như là cùng là một xe để vận chuyển, nhưng mà xe nhỏ thì chở ít người, xe lớn thì chở được đông người. Và kinh Đại Thừa, khi ta nói ồ kinh này là kinh Đại Thừa, thì có nghĩa là những cái ý nghĩa trong kinh này sâu sắc, màu nhiệm. Có nhiều khi chúng ta đọc có thể chúng ta chỉ hiểu được cái sự tướng của lời, mà chúng ta không hiểu được cái thâm ý ở bên trong. Trừ khi nào chúng ta tư duy, quán chiếu hoặc có ai giảng giải thì chúng ta mới bật ra được những cái đạo lý sâu sắc trong đó. Cho nên, mà trong khi đó, những bản kinh nguyên thủy, tiểu thừa thì đơn giản nói điều rất là rõ ràng để chúng ta ứng dụng. Còn tư tưởng Đại Thừa là tư tưởng phát triển và cần chúng ta vận dụng tư duy quán chiếu để chúng ta có thể hiểu được những cái thâm nghĩa trong đó. Ngay cả cái đề kinh thôi, ví dụ đề kinh là Diệu Pháp Liên Hoa, nội bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa thì coi như nếu quý vị mà ngồi giảng là giảng buổi. Còn vị nào giảng kỹ có thể 3 buổi, 4 buổi. Một chữ diệu có thể giảng nguyên buổi. Ví dụ vậy. Nhưng mà đại ý trong kinh này, kinh của Đức Phật đó, chia 5 người, 2 thể loại. Và trong đó có một thể loại là thí dụ. Thí dụ là như kinh Pháp Hoa là một hình thức kinh thí dụ. Vì lấy cái hoa sen để làm biểu tượng cho sự hướng dẫn của Phật. Bởi vì hoa sen là một loài hoa
ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Mà người Việt Nam chúng ta ai cũng thuộc lòng cái bài đó. Trong đồng gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn nếu mà chúng ta tìm hiểu về hoa sen thì hoa sen có 8 cái đặc tính, mà trong đó có một cái đặc tính là trừng thanh. Tức là khi mình trồng sen ở trong hồ thì làm cho nước trong hồ nó trong. Ví dụ vậy đó. Và hoa sen á, thường là để dùng cho một những cái biểu tượng thoát tục. Vì người thế gian thông thường không có dùng hoa sen để trang điểm trên thân thể. Hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa lan, hoa hồng, hoa gì cũng có thể đem lên gắn trên đầu hay kết thành dây để mà dây tràng hoa để đeo. Nhưng mà đặc biệt là hoa sen cũng có. Và những cái loài cây khác á, thì khi mà hoa nó nở, nó rụng rồi bắt đầu mới kết trái. Còn đặc biệt hoa sen là khi hoa nở là có trái luôn. Cho nên hoa sen được gọi là nhân quả đồng thời. Khi hoa sen nở ra thì trong hoa sen nó có cái gì? Nó có gương sen, đúng không? Thì trong gương sen nó có hạt sen. Và hoa sen là một loài hoa mà cành và lá không có dính nhau. Thường thường các loài hoa khác, cái cành hoa thì nó có một lá bên bên cái thân cành, phải không? Đặc biệt là hoa sen, lá mọc riêng một mình mà hoa sen mọc riêng. Đó là có vài chỉ nói một vài cái biểu tượng, chứ còn hoa sen là nhiều cái đặc biệt của hoa sen. Thì Đức Phật muốn lấy cái hoa sen nó làm một cái ví dụ cho cái tâm của mình. Cái tâm của mình mà nếu mà mình đã thuần thục rồi, mình nhận ra được ở nơi mình có được cái hoa sen đó rồi, thì mình sống an lành dù ở trong bùn mà không có nhiễm. Vì vậy cho nên nó có những việc không có nhận. Ví dụ như nói là hồi nãy quý vị tụng á, khi mà Ngài Xá Lợi Phất 3 lần thỉnh Phật nói, thì Đức Phật nói thôi thôi Xá Lợi Phất chẳng nên nói nữa, vì pháp của ta khó tin khó hiểu. Tới hồi 3 lần thỉnh Đức Phật nhận lời nói thì trong chúng có 5.000 người đứng dậy bỏ ra đi. Tại sao? Tại vì những người đó không thể nào chấp nhận, làm không thể tin là mình làm được cái gì đó. Mà Đức Phật im lặng không có cản. Thì Đức Phật mới nói bây giờ các cái hạt lép đã ra rồi, trong này chỉ còn là những hạt chắc thôi. Cũng giống như mình đi tu vậy đó. Thí dụ như người nào mà chỉ muốn đến coi cái đạo tràng nó tu ra sao, ông thầy đó ra sao, nghe cũng nói hoài chưa gặp, cái nó điên lành cho biết rồi là xong, tình đầu là tình cuối. Nhưng mà rồi á, bây giờ những người nào mà thường tới trong khóa tu là cái đó là gì, chắc tức là những vị đó có tâm tu, tức là có lòng muốn tu. Còn người ta đi bàng quan, đi chi hiếu kỳ, đi cho biết thì chỉ lần biết vậy là được rồi, không có cần phải đi thêm. Thì đại ý trong kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Kinh Pháp Hoa mà nếu mà giảng kỹ nó có thể hàng trăm buổi chứ không phải là 1-2 buổi. Có những vị giảng lên tới cả 6-70 buổi. Mà kinh Pháp Hoa là bộ kinh mà xưa nay nhiều người chú giảng nhất, nhiều vị chú giảng nhất. Pháp Hòa mà đi đâu mà thấy những cái bản chú giải về kinh Pháp Hoa, diễn giảng kinh Pháp Hoa là Pháp Hòa gom lại, mà bây giờ trong tủ Pháp Hòa có chừng 20 bản giảng dạy. Đó là Pháp Hòa nói chưa có hết, còn rất nhiều những cái bản giảng dạy. Bởi vì ở trong đó Đức Phật chỉ muốn làm một cái việc thôi. Hồi nãy quý vị tụng cái phẩm phương tiện, Đức Phật ra đời chỉ nhằm mục đích làm cho chúng sanh, khai mở cho chúng sanh, thấy không? Nhận được tri kiến Phật và khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Tại đây là Pháp Hòa chỉ giới thiệu sơ để đại chúng tụng sẽ thấy rằng những cái hình ảnh trong đó sao lạ quá.
chuyện mà Đức Phật phóng quang ở giữa chặng mày mà lên tới trời hữu đảnh dưới xuống địa ngục rồi đó, thì mình nói Phật có những cái thần thông như vậy. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái đại ý thì mình sẽ thấy rằng chuyện đó không có gì là thần thông hết. Cái lông trắng giữa chặng mày của Phật là tượng trưng cho cái tâm bình đẳng của Phật. Tại vì nếu bên trái bên phải là còn là trái và phải, cho nên Đức Phật có một chấm ngay giữa, là thấy không? Thường thường tự tâm ta làm cái chấm ngay giữa để tượng trưng cho cái lòng từ của Đức Phật không có biên giới và bình đẳng. Nếu nói cao thì lên tới trời, nếu nói thấp tận xuống địa. Và khi Đức Phật muốn nói pháp thì Đức Phật nói bằng cái tâm từ bi bình đẳng mà không có phân loại. Khi mà Đức Phật nói pháp cũng giống như một trận mưa xuống thôi, không có phân biệt là chỗ này cây nhiều phải nước nhiều, chỗ này thấy ít thôi cho nó ít, chỗ này thấy ghét không cho mưa. Cho nên tại sao trong kinh diễn tả là trước khi Đức Phật nói pháp thì Đức Phật phóng một luồng hào quang giữa chặng mai. Hào quang đó là tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ nó đầy đủ từ bi, cho nên không trái không phải mà nằm ở giữa bình đẳng như vậy. Đó là Pháp Hòa chỉ nói một ý nhỏ thôi, chứ còn nếu mà nói trong kinh Pháp Hoa thì thôi nói vô cùng vô cực. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nghe người ta nói về kinh Pháp Hoa, cho nên tha thiết làm sao mình có được quyển kinh Pháp Hoa. Mà chừng 7-8 tuổi thì làm gì mà vô chùa mà xin một quyển kinh mà người ta cho, vì người ta nghĩ mình con nít thì đem về chắc dục thôi, chứ làm gì mà có chuyện đọc kinh. Và cái thứ hai nữa, cái thời đó chùa làm gì có kinh dư mà cho. Mà quý vị biết, trong khi mà cái tâm của mình tha thiết vậy đó, tự nhiên có một người mang tới tặng cho một quyển kinh Pháp Hoa, giấy trắng bìa nâu đàng hoàng. Pháp Hoa còn nhớ rất rõ cái hình dáng của kinh. Và người thứ hai cho Pháp Hoa một cuốn Đại Cương Kinh Pháp Hoa chép tay, chép bằng tay. Và đặc biệt là trong lòng của mình á, ao ước tụng kinh gì là tự nhiên sẽ có người mang tới tặng cho mình quyển kinh đó. Cho nên mình mới biết á, là nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm của mình muốn như thế nào bằng cái tâm thánh thiện thì tự nhiên sự thánh thiện sẽ đến với mình. Cho nên mà hàng ngày mình làm Phật sự, mình hãy nên khởi cái tâm thiện lành mình lại. Ví dụ bây giờ mình muốn đi cúng chùa, ví dụ vậy, thì cái tâm của mình là muốn hỗ trợ cho chùa để có phương tiện xây dựng phát triển, chứ không có nói tôi cúng chùa đầu tiên nhất để cái tên tôi nằm ở trên cái đầu danh sách. Thì mình cũng cúng vậy, mình có cái phước vậy, nhưng mà phước đức thì có mà công đức thì không. Quý vị nhớ hai chữ phước đức công đức mà hoặc cứ nói ngoài. Phước đức là cái hành, cái việc, cái vật dụng mình cúng có cái phước, nhưng mà cái hành sự, cái tâm niệm khi mình khởi phát đó là công đức, vì đó là vận dụng của công hạnh, đó là cái dụng, cái thể của cái công hạnh của mình, cái hạnh đức. Cho nên trong nhà Phật chúng ta dùng hai từ phước đức. Cho nên mình làm việc gì á, mình hãy khởi tâm, phát tâm bằng cái tâm thánh thiện. Thì ở Việt Nam ta thường hay dùng cái từ là hai bên dây giác. Quý vị có nghe từ đó không? Làm gì nhớ để ý hai bên dây giác. Ý muốn nói là bên chúng ta luôn luôn có hai ông thần, phải không? Ông thiện, ông ác, ông ghi nhận những cái niệm khởi của mình. Cho nên trong kinh Dược Sư, cái phần cuối nó nói là khi chúng ta sanh ra có một ông thần tên là thần Câu Sanh. Quý vị nào tụng kinh Dược Sư có nhớ ông thần đó không? Thần Câu Sanh. Thần Câu Sanh đó là gì? Đó là nghiệp của mình. Câu là gì? Câu là cùng sanh một lượt với mình, gọi là thần Câu Sanh. Và trong kinh này gọi là cu sanh. Nhưng mà chữ cu với chữ câu nó giống nhau, nhưng mà mình thường mình phát âm thì mình phát âm cái chữ nghe cho nó nhẹ nhàng là câu sanh. Ví dụ mình tụng chú Đại Bi cũng vậy, tới câu là câu lô, câu lô.
mình phát, mình dùng cái từ cho nó nhẹ để người ta không có khởi tắt những cái ý. Ví dụ như mình nói là vị đó là A-la-hớn, thay vì mình dùng A-la-hán. A-la-hớn tức là mình tránh dùng những cái phát âm mà có thể người ta khởi niệm tắt ý. Có nhiều khi người ta nghe cái đó mà người ta không có như lý tác ý, mà người ta tác cái gọi là phi như lý tác ý. Bởi vì tác ý nó có hai loại. Tác ý như thật, sự thật nó như vậy, tác ý như vậy gọi là như lý tác ý. Còn sự thật nó như vậy nhưng mà mình không có bắt tác ý đó, mình tác ý khác, gọi là phi như lý tác ý. Mấy cái từ đó là từ Phật học đó. Ông thần câu sanh, đó là cái ông thần ông sanh ra cùng một lượt với mình, mà ông thần sanh năng lượng của mình động hành nghiệp lực của mình, hiện cái ác ông thần đó không biết. Cho nên mỗi người của chúng ta đó, ai cũng muốn làm người tốt, không ai muốn làm người xấu, ai cũng muốn mình là người hữu dụng, ai cũng muốn mình là người có thể ứng dụng được tất cả. Chẳng ai muốn mình làm người vô dụng. Ai cũng muốn là một cái người hộ quốc. Hộ quốc tức là bảo hộ, bảo vệ cho đất nước của mình. Nhưng mà thường thế gian người ta nghĩ ô ông đó là hộ quốc công thần, tức là ông đó là người có công, một vị quan, một rất có công bảo vệ đất nước. Nhưng mà mỗi người của chúng ta có một cái đất nước của mình, đó là quốc độ. Quốc độ của mình là gì? Đó là phạm vi, đó là cái thân tâm của mình mà chúng ta cần phải bảo hộ. Giống như Pháp Hòa hay kể câu chuyện, có người đệ tử đi xa về, chẳng hạn ví dụ như vị đệ tử đó đi Houston. Đi Houston là về ghé vùng quê này, thì thầy hỏi con mới đi đâu về, nói dạ con mới đi Houston về. Ta nghe nói trên Houston dân tình ồn náo lắm phải không? Thì thay vì người đệ tử trả lời dạ là không gì, đệ tử nói dạ bậc thầy quốc độ con an ổn. Ông thầy nói khác, nghĩa là thầy ơi, dù ở trên Houston hay bất cứ vùng nào nó có xôn xao gì đi nữa, nhưng mà lòng của con an ổn. Cho nên người đệ tử trả lời là quốc độ của con an ổn. Người đệ tử khác đến hỏi thầy, thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao để mình tu được. Thì ông thầy mới nói, giả dụ như ở trong căn phòng này có 6 cái cửa sổ, rồi ở ngoài 6 cửa sổ nó có 6 con khỉ, mỗi con khỉ nó mở cửa nó kêu, nó kêu chí ké, thì ngươi phải làm sao? Ông người đệ tử, con khỉ thứ nhất nó kêu chí ké thì con khỉ trong này nó cũng đáp lại chí ké. Người đệ tử chạy tới nói bạch thầy, con khỉ con nó không nhúc nhích. Ông thầy nắm tay người đệ tử nói, chí chép, ta ngươi đã gặp nhau rồi. Cái con khỉ bên ngoài là những cái trần cảnh bên ngoài, con khỉ trong là 6 căn của mình. Ví dụ bây giờ mình không thích cái đó, mình không thích casino, thì bây giờ cửa casino có tới gửi giấy tới quảng cáo, send email tới cho mình cũng bình thường thôi. Lâu lâu là quý vị nhận trong email là congratulations, you win $1,000,000. Xin chúc mừng anh vừa trúng được 1,000,000. Mình không có ham trúng số, thành thử không bao giờ mình nhảy dựng luôn. Mình nói trời ơi, ở đâu tôi trúng được 1,000,000? Biết cái này là hàng quảng cáo, delete luôn mà khỏi cần có. Mà không chừng bấm vô cái đó lại bị virus vô máy nữa là khác. Thành thử con khỉ bên ngoài nó réo thì nó cứ réo, mà nếu mình không có cái tâm đó thì mình bình thường. Cho mình tu là tu ở đâu? Tu ngay cái chỗ này.
Cho nên mỗi người chúng ta đều có một cái quốc độ để chúng ta làm một cái việc là bảo hộ cái quốc độ. Ở trong kinh Đại Bảo Tích đó, Pháp hội thứ 18 có một bài kinh tên là Hộ Quốc Bồ Tát. Kinh Đại Bảo Tích là một bộ kinh dày 9 tập, trong đó cả mấy chục hội. Mà những cái bài kinh trong đó nó không có liên hệ với nhau. Và mỗi một bài như vậy có thể phát triển, khai triển một cái vấn đề. Và mỗi một bài kinh như một hạt ngọc, cho nên gọi là bảo. Rồi gom nó lại thành một bộ cho nên gọi là tích. Và số lượng nó nhiều cho nên gọi là đại. Vì số lượng kinh trong đó nhiều gọi đại. Vì mỗi bài kinh nó quý báu, lời dạy nó khác thường, đặc biệt cho nên gọi là bảo. Và chứa lại thành một bộ cho nên gọi là tích, gọi là Đại Bảo Tích. Đó, Pháp Hòa nói đơn giản nha, chứ còn nói kỹ là đại có ba nghĩa, bảo có ba nghĩa, dài dòng. Bây giờ mình khóa tu này mình học một bài kinh trong Đại Bảo Tích. Bài kinh này có tên là Hộ Quốc Bồ Tát, tức là một vị Bồ Tát có khả năng bảo hộ cho đất nước của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi sáng mình ngủ dậy thì theo nguyên tắc là mình giữ im lặng, nhưng mà cái chị kia sao tối ngủ được không, câu là ồn tiếng ngáy con khít tôi ngủ được. Mình có nghe thì cũng cứ mỉm cười nói dạ cũng được, chị kia có khơi vì chị kia quên, nhưng mình không đáp vì mình muốn bảo hộ cái quốc thổ của mình từ hồi tối cho tới sáng nay được im lặng. Phải giữ im lặng từ khi mình ngủ dậy cho đến lúc sau giờ ăn sáng. Tại vì sao? Vì buổi sáng là giờ của chư thiên. Ở trong chùa, buổi sáng với buổi trưa quan trọng. Vì buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ ngạ quỷ. Cho nên mình ăn sáng là vua ăn, buổi trưa là nhà giàu ăn, buổi tối là nhà nghèo ăn. Tức là chúng ta ăn chiều là ăn phụ, ăn trưa và ăn sáng là chính. Cho nên buổi sáng ngủ dậy, cố gắng tối đa giữ sự yên lặng. Sự yên lặng đó, nó yên lặng ở trong nội tâm của mình. Vì nội tâm yên lặng, không có chất chứa cả đêm, cho nên đợi 5 giờ sáng chuông vừa lắc một cái là bắt đầu chư thiên cõi trời trỗi nhạc, mà lớn hơn nhạc hồi tối nữa. Tại vì mình nằm ở một đêm, mình suy nghĩ bao nhiêu thứ, rồi trong cho tới sáng bắt đầu mình sổ ra. Cho nên rồi làm cho cả cái quốc độ ở trong mình không có được tỉnh, và làm cho cả quốc độ quyền quan cũng không tỉnh. Cho nên mình phải hộ quốc. Sáng ngủ dậy tự mình hộ quốc độ của mình, và mình đóng góp cái quốc độ nội tâm của mình để cho quốc độ đạo tràng nó thành tựu. Quốc độ này gọi là quốc độ của tịnh độ. Kỳ kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Trong kinh Di Ma Cật, khi mà tâm mình tịnh tức là quốc độ mình tịnh. Cho nên mình làm một vị Bồ Tát hộ quốc có nghĩa là mình làm sao bảo hộ được thân và tâm. Đi vào trong bàn ăn, ngồi xuống rồi thì bắt đầu giữ tâm thanh tịnh, theo dõi hơi thở, theo dõi trong niệm Phật. Và chúng ta không nói chuyện, và thậm chí không có lấy cái muỗng múc lên cái bữa nay ăn cái gì, coi mấy món trong này cái gì, ngồi cho im.
Và lỡ ai có khều mình nói gì thì mình cái sự, cái thái độ nhẹ nhàng trả lời mình một hai câu thì người ta hiểu là mình cần sự. Cho nên đó không phải là một cái bắt buộc, đó không phải là một sự khó khăn, mà đó là một sự thực tập. Bởi vì chúng ta mỗi người ai cũng có cái tập khí đó. Tập khí, khí là gì? Khí là cái lực. Tập là huân tập nhiều ngày rồi, bây giờ nó trở thành ra một cái energy, một cái lực. Cho nên sáng mình hãy tập khí công. Và mỗi người chúng ta ai cũng có tập khí. Nhưng mà cái tập khí đó, vì chúng ta có những tập khí không có bình thường, không có lành mạnh, cho nên mình tu để mình chuyển làm cho làm sao cái tập khí đó nó được lành mạnh. Mình đừng có nghĩ là mình không có tập khí, ai cũng có tập khí đó. Mỗi người có một cái tập khí khác nhau. Vì ví dụ như là mình ăn cơm thì mình lùa vô trong, đưa vô trong miệng một miếng cơm thì mình gõ cái chén hai cái, nó thành một cái thói quen. Hay là mình gấp thức ăn mà mình hay xới xới lên, mình lựa toàn là những món mình thích. Mà hồi nhỏ là ông bà hay cha mẹ là mấy cái đó là quở mình dữ lắm, không có bao giờ cho mình ăn như vậy. Mà nếu mà hồi nhỏ, một đứa nhỏ mà nó có thái độ như vậy, mình không dạy nó, cái lâu ngày nó thành ra cái tập khí. Cũng giống như con nít mà mình rầy nó xong cái tung tay, nó thoi mình một thoi thì mình thấy nó dễ thương lắm. Đó, đó. Mình cười hớn hở hay là mẹ nó, ồ đúng đó con, đánh đi, đánh ba đi con. Thì mình làm cho nó thành ra một cái tập khí. Vì hồi nhỏ mình không thấy cái nguyên. Nhưng mà lớn lên nó thành cái nguy, là nó lớn lên rồi là bắt đầu cái tánh nó hung. Ai nói gì nó là nó cung tay, nó phụ. Thành nữa là từ nhỏ là mình không có chỉ nó liền vì mình nghĩ nó con nít. Nhưng mà chính nó con nít mà mình phải cần làm sao luyện nó để cho nó đừng có cái tập khí. Thì tu hành cũng có. Khi mà chúng ta già 80 tuổi, chúng ta chỉ già cái thân, nhưng mà chúng ta vào trong đạo nó tâm là nó còn non. Cho nên nhiều khi á, mình lớn cái xác mình chưa lớn cái tâm. Nhiều khi mình lớn cái thân xác của mình nhưng mà tâm hồn mình chưa lớn. Cho nên mình tu để làm gì? Để thấy cái đó. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền cũng chỉ để thấy cái tập khí. Tụng kinh để làm gì? Cũng không ngoài để thấy cái đó. Chẳng hạn như mình tụng kinh Pháp Hoa là sáng mới 5.000 người đứng dậy bỏ đi. Mình nói trời ơi sao quý vị dạy quá, gặp tôi ngồi chỗ luôn á. Nhưng mình không có quên, mình cũng có thể rơi vào 5.000 người đó. Cái điều gì mình không ưng thì mình nghĩ rằng tôi không thích, tôi đứng dậy tôi bỏ đi. Bởi vì không đúng ý tôi, không nghĩ như những gì tôi bắt buộc, và làm trật ý tôi. Tại vì các vị đó nghĩ rằng không có cái pháp nào hơn cái pháp đó nữa. Thì bây giờ nói có cái khác là đứng dậy. Thì mình cũng trong cái trường hợp đó, có thể là rải rác trong cuộc sống của mình, bất đồng là đứng dậy bỏ đi, và không bao giờ được cái trạng thái bình thản, ngồi lại coi sắp sửa có chuyện gì xảy ra, hay là ngồi lại coi mình học được cái gì trong những cái sống. Cho nên đại thừa là vậy, lấy một cái chuyện đó nhưng mà có thể chúng ta vận dụng được trong mọi cái tình huống của cuộc sống. Đại thừa là ở chỗ. Cho nên quý vị nhớ không, Đức Phật sắp nói đại thừa vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là sao? Cái gì nó cũng sẽ có nghĩa hết, mà tại chúng ta không suy ngẫm ra, chúng ta không tìm ra cái nghĩa của nó. Chứ còn người có chánh niệm là thấy được vô lượng nghĩa.
Trong cái bài kinh này mình sẽ có một cái đoạn nào đó mình sẽ học được một vài chữ thôi. Thì có một hôm mà thường thường thì Pháp Hòa đọc kinh khuya. Khi mà mọi việc xong xuôi mà chừng 12 giờ đêm rồi bắt đầu mới lấy kinh lên ngồi nghiền ngẫm. Thì lâu lâu đọc kinh Niết Bàn, lâu lâu đọc Bảo Tích. Nhiều khi kinh Đại Bảo Tích mà đọc rồi, nhưng mà hôm nào rảnh đem ra đọc lại. Đọc lại để bắt đầu đi tìm được những cái nghĩa đó. Cho nên quý vị, tại sao mình tụng kinh? Vì tụng một lần kinh nó thấp. Tụng nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp hoài đến một ngày kia mình vỡ ra. Trời ơi, thì ra cái đoạn kinh này bao lâu nay mình tụng của mình không rõ nó, mà hôm nay nó rõ ràng trong tư tưởng mình một. Có một vị Bồ Tát tên là Hổ, và bài kinh này được tên là Hổ Ức Bồ Tát. Bài kinh dài lắm, Pháp Hòa lược hết những cái đoạn trùng lặp hay là những cái lời tán thán ca ngợi rồi lặp đi lặp lại, Pháp Hòa lược hết. Mình chỉ đi thẳng vào cái nội dung chính của bài kinh. Và thưa đại chúng, khi mà một cái đất nước mà nó có bình an rồi, do sự bảo vệ, sự điều hành của chính quyền tốt đó, thì dân đó an không? Người ta là hộ quốc an dân. Có đúng không? Hộ quốc an dân. Thì dân của mình là gì biết không? Những con cháu phiền não của mình đó. Cho nên nếu mà tâm hồn của mình là một quốc độ mà an ổn rồi, những con cháu phiền não kia nó đi theo. Hồi sáng ai tụng Pháp Hoa có nhớ không? Ông tu mà đi tu á thì 8 người con đi tu theo, phải không? Ông vua là ai? Ông vua là mình. 8 người con đó là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc, na, ai, lại, gia, thức. 8 cái đó nó đi theo mình, nó tu. Ngày hôm nay quý vị vô đây ở từ thứ sáu tới chủ nhật này, con mắt nó có đi theo tu không? Lỗ tai nó có theo tu không? Đến khi mà ông vô thành Phật rồi, 8 người con này cũng lần lượt thành Phật. Đó, kinh Pháp Hoa đó. Ông vua là mình, mà ông mình mà đi tu rồi là 8 ông con, 8 đứa con mình nó tu theo. Còn mình mà ngồi nhà đó nha, thì mình tập lên này, cái con mắt này, cái má con thích đài này, con mắt nó nói mà, thì cái tai nó nghe, nó nghe xong cái tai nó làm gì? Coi xong rồi má con thích Hoàng Trong Cát Cát nên là nó đi theo. Và ông vua mà đi tu rồi là 8 người con đi tu. Mà tu mà ở trong đó có những chỗ là Bồ Tát mà ngồi nghe Pháp trải qua bao nhiêu năm, mà như chừng bữa ấy. Cho nên mình mà hộ quốc được rồi là mình an dân. Mình không phải nói chuyện rồi mà đi đến giặc làm gì. Hộ quốc này là hộ quốc bảo hộ cái thân tâm của mình. Thì những con cháu phiền não, những người dân phiền não ở trong mình. Cho nên trong kinh Kim Cang nói là đưa hết tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn hết. Chúng sanh đó không phải là chúng sanh bạc cái gì ông bà là ở ngoài đâu. Chúng sanh đó là chúng sanh này, vô lượng vô số chúng sanh. Trời ơi, một ngày nó khỏi bao nhiêu thứ. Thương cũng khổ, phải không? Thương cũng khổ, tại vì hễ mà thương rồi mà không được gần nó khổ. Ghét cũng khổ, tại vì ghét mà cứ gặp hoài nó khổ. Cho nên thương cũng khổ, ghét cũng khổ. Phật nói rất là rõ, thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, muốn mà không được khổ, cầu muốn không được cũng khổ. Bài kinh là như thế này:
bắt đầu mình học hôm nay là sáng nay là mình học bài kinh này không hết, tối mình học tiếp. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Bà và bà ở thành Hương Xá trong núi Kỳ Xà Phật cùng câu hỏi với 250 chúng đại tỳ kheo. Cái chữ bà già bà đó là tiếng Phạn. Tiếng Phạn âm, chữ này là chữ âm bà già bà, mà quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe một âm khác là bạc già phạm. Và bây giờ chữ bạc già phạm này nó nhiều nghĩa, nó tới 6 nghĩa lắm, và nó một thôi, một chữ thôi, Thế Tôn. Chữ bạc già phạm nghĩa là Thế Tôn, hai gì này kêu là Thế Tôn. Thì nguyên âm tiếng Phạn là bạc già phạm hay bà già bà. Còn nghĩa của chữ Thế Tôn là nghĩa gì nữa là nhiều lắm, 6 nghĩa rồi. Mà nếu mà học từng chữ vậy biết chừng nào mới rồi. Nếu quý vị ở đây tháng thì được. Giờ mình ở có 2 ngày thôi cho nên Pháp Hòa Lường thì mình học ký kinh. Nhưng mà khi mình đọc trong kinh đó, mình thấy những cái chữ như vậy đó, là mình hiểu. Mới đầu Pháp Hòa đọc tới chỗ này thì Pháp Hòa mới suy nghĩ đó, thôi khi mà mình vô mình đọc cho đại chúng nghe thì mình đọc thẳng là từ Thế Tôn. Nhưng mà cái niệm thứ hai Hòa khởi không được, mình phải đọc nguyên văn. Để lỡ Phật tử có dở cái chỗ đó ra thì họ đọc cái chữ này thì họ hiểu là cái chữ này không thật là hiểu gì. Thì nguyên văn trong kinh là Đức Bà Già Bà. Thì chữ Bà Già Bà có khi đọc là Bạc Già Phạm Ba Gác, có nghĩa là Thế Tôn. Ở thành Hương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, núi Kỳ Xà Phật còn được gọi là núi Linh Thú hay có khi gọi là Linh Sơn Hội Thượng. 5.000 đại Bồ Tát tất cả đều được biện tài vô ngại, thành tựu đại trí nhẫn, hàng phục hoa quán gần Phật trí. Tức là những vị này có cái biện tài vô ngại, thành tựu được cái đại trí, có cái trí nhẫn nhục rất lớn và để hàng phục các cái ma lực. Chữ ma này không có nghĩa là ma cỏ đâu bên ngoài, mà hàng phục được những con ma não phiền ở trong tâm của mình. Bậc nhất sanh bổ xứ, cái chữ nhất sanh bổ xứ là nhất sanh là một đời nữa thôi, bổ xứ là được bổ đi cái chỗ nào đó để làm Phật, giống như Đức Di Lặc Bồ Tát. Đức Di Lặc Bồ Tát bây giờ đó là Ngài đang là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, tức là sau Phật Thích Ca rồi thì Phật Di Lặc sẽ ra đời để mà thay thế cho Phật Thích Ca. Nhưng mà chừng nào mới thay? Không phải bây giờ. Tại sao? Khi chúng sanh ta chịu ảnh hưởng sự giáo hóa của Phật Thích Ca mà chúng ta còn biết Phật Pháp Tăng thì đâu cần một vị Phật nữa ra đời với nói chi nữa. Khi nào chúng ta không còn tin tưởng, không còn tu hành gì thì lúc đó phải cần một vị Phật khác ra đời. Cho bây giờ mà ai xưng đó là tôi là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc tái sinh rồi, cái đó là phải không phải của Phật rồi nha. Ai mà xưng tôi là Phật gì đó xuất hiện cõi đời này để mà làm gì đó là phải biết cái đó không phải của Phật giáo. Cái đó của ai thì mình không biết. Còn Phật giáo không có Phật Di Lặc xuất hiện trong giây phút này. Vì hai Đức Phật không làm việc trùng lập. Điều được sức tổng trì vô biên, biện tài vô sở úy, thần thông tự tại, nhẫn đến đều đầy đủ tất cả công đức. Bây giờ có một Huệ Mạng Tỳ Kheo Bồ Tát tên Hộ Quốc ở thành Xá Bà Đề vào hạ an cư 3 tháng xong, cầm mang y bát cùng các sơ học Tỳ Kheo trẻ du hành các nước, lần đến thành Vương Xá núi Kỳ Xà Quật đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu ba vòng đứng qua một phía, chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ tán thán. Bây giờ có một vị Huệ Mạng Tỳ Kheo. Thì cái chữ Huệ Mạng này phải học. Thường thường á,
Cái chữ Huệ Mạng á là được dùng để xưng tụng các vị tỳ kheo có cái hạnh đức. Đây là một danh từ chung chứ không phải tên riêng của một người. Thí dụ mình nói ví dụ như bây giờ là Ngạ A Nan, mình nói ví dụ Ngạ A Nan đi, thì mình có thể nói là bây giờ con xin kính lễ Huệ Mạng tỳ kheo A Nan. Tức là mình kính một vị nào đó thì mình thường xưng tôn vị đó là Huệ Mạng, có khi gọi là Tuệ Mệnh, tùy theo cái chữ dịch thôi. Tại vì chữ Huệ với chữ Tuệ nó giống nhau, chữ Mạng với chữ Mệnh nó giống nhau. Ví dụ như ta tánh mạng là tính tánh mệnh cũng được, thì có khi người ta dịch là Tuệ Mạng, có khi dịch là Huệ Mạng. Thì cái chữ Huệ Mạng là danh xưng cho một vị tỳ kheo có đức hạnh. Tại sao? Vì vị tỳ kheo đó lấy trí tuệ làm cái sinh mạng của mình. Đa phần ấy, chúng ta người thường chúng ta sống, chúng ta lấy cái gì là quý? Lấy cái thân tứ đại mình là quý. Nhưng mà đối với các bậc tu hành thì lấy cái gì quý? Lấy cái trí tuệ mình là quý. Cho nên các vị đó được gọi là Tuệ Mạng. Mà cái chữ Tuệ Mạng này á, thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe thêm vài chữ nữa mà nó cùng một nghĩa, đó là tôn giả. Thí dụ như nó con xin kính lễ tôn giả Xá Lợi Phất, thì chữ tôn giả đó cùng nghĩa với chữ Tuệ Mạng. Hay nói ô ngài là một bậc thánh giả, chữ thánh giả cũng cùng nghĩa đó. Còn một cái chữ này quý vị ít nghe lắm, nhưng mà gần đây quý vị sẽ thấy được cái chữ này trong một cái bản kinh có cái tên là công đức của bảy vị Phật Dược Sư. Trong đó có một cái từ là cụ thọ. Lúc bấy giờ cụ thọ A Nan, thì cái chữ cụ thọ đó là cũng nghĩa là Tuệ Mạng hay là tôn giả. Nhưng mà chữ là chữ dịch xưa của người Phật của Trung Quốc, chữ cụ thọ. Có khi gọi là trưởng lão, chữ trưởng lão cũng cùng nghĩa đó. Chữ tôn giả, chữ trưởng lão, chữ thánh giả, chữ cụ thọ, chữ Tuệ Mạng cùng nghĩa đó. Nó tóm lại là cái chữ đó để ca ngợi tôn xưng một vị tỳ kheo có hạnh đức, có tu hạnh. Và vị tỳ kheo Bồ Tát này tên là Hổ. Và nhớ là tỳ kheo Bồ Tát nha. Ngày hôm qua mình nói đó, một vị tỳ kheo thọ 250 giới rồi, còn thọ thêm gì nữa? Thọ thêm Bồ Tát giới, gồm có 10 giới trọng, 48 giới kinh nữa, để mà song hành trên cái bước đường hành đạo của mình. Tỳ kheo giới còn có khi được gọi là giới thanh văn, thanh văn giới đối lại với Bồ Tát giới. Hộ Quốc Bồ Tát nói kệ khen ngợi Đức Phật rồi chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lòng con có điều nghi muốn thỉnh hỏi, xin Đức Như Lai hứa cho. Đức Phật bảo ngài Hộ Quốc Bồ Tát tỳ kheo: Cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ làm cho ông hết nghi được vui mừng. Trước khi hỏi phải xin phép. Bạch Đức Thế Tôn, con có điều nghi ngờ muốn hỏi, xin Đức Thế Tôn cho con phép con hỏi. Đức Phật mới nói: Tôi cho phép thầy hỏi, thầy cứ hỏi, tôi sẽ vì thầy mà giải thích. Hộ Quốc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu hạnh gì? Cái câu này quan trọng. Đại Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn công đức? Khi mà Pháp Hòa đọc cái bản kinh này mà đọc đi đọc lại đến cái chỗ này, thì Pháp Hòa mới vỡ cái chỗ đó ra, và mình phải gặp liền cái chỗ đó. Tu tất cả, ở nơi tất cả pháp mà thêm lớn công đức, đến chỗ cứu cánh được tự tại, chứng trí nhanh chóng được trí quyết định,
rành rẽ tất cả pháp vào nhất thiết trí, giáo hóa chúng sanh theo trường lưỡi nghi, hiểu nhất thiết, dùng xảo phương tiện để tế độ chúng sanh, thật thành đúng như lời thường tuyên chân thiệt, được niệm Phật tam muội khéo thỉnh hỏi tất cả nghĩa sâu xa, nghe rồi có thể thọ trì mau lẹ được nhất thiết chủ trí. Đó là câu hỏi của ngài Hộ Quốc Bồ Tát. Thì bây giờ cái câu hỏi này được nói gọn là vậy: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn công đức, trừ được sự nghi ngờ và thành tựu được cái sự tu hạnh của mình? Tại ý nó như vậy. Tại sao ở đây nói là ở nơi tất cả pháp? Bởi vì lâu nay mình nghĩ là ví dụ như bây giờ mình niệm Phật, rồi mình ở chung với những người niệm Phật có công đức, còn mình ở chung với những cái người mà họ không có niệm Phật thì không có công đức. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ở cái chỗ mà cái người người ta lao sao vậy đó là cái chỗ mình tu để tăng công đức nữa. Ví dụ như cái người mà không bao giờ mà mắng xả gì mình hết trơn thì làm sao mình tu có cái công đức nhẫn nhục? Chính nhờ cái người mắng xả đó để chi? Để mình có cơ hội mình tu cái công đức của nhẫn nhục. Cho cái người mà họ làm gì mình đó, chẳng hạn như họ nạt nộ mình, họ nói xấu mình, họ nói móc mình, thì ngay cái chỗ đó là cái chỗ, cái cơ hội để mình tu công đức. Cái này không phải là phước đức, cái này là công đức. Công đức là do chúng ta vận dụng cái hạnh tu của mình để sanh ra công đức. Còn mình đem tiền của bố thí cũng vừa với phước đức. Rồi mình cúng dường, mình bố thí như thế nào, mình không cần gì hết. Cho nên nó đặc biệt ở cái chỗ là Phật Pháp dạy chúng ta là ở chỗ nào mình tu cũng được. Mình gặp cái người thuần thiện giúp cho mình tu là chuyện dễ rồi. Nhưng mà rồi bây giờ lỡ mình ở chung với những người mà thế này thế kia thì rồi làm sao đây? Không lẽ rồi ngồi đó khổ hoài sao? Thì phải vận dụng làm sao chỗ đó là cái chỗ cho mình sanh ra công đức. Cho nên ở trong luật giới thời của Phật á, có 6 vị tỳ kheo chuyên môn làm những cái chuyện nghịch mà thành một nhóm luôn á, mà trong luật giới gọi là luật quần tỳ kheo. Luật là 6, quần là quần thể. 6, một cái nhóm tỳ kheo 6 vị này chuyên môn làm chuyện phá giới. Nhưng mà với cái con mắt bình thường á, thì sẽ khinh thường: ôi sao ông thầy đó quậy dữ lắm. Nhưng mà với cặp mắt của Bồ Tát á, thì 6 vị đó là ai? Là 6 Bồ Tát thị hiện những cái tướng như vậy để cho Đức Phật có cái cơ duyên để mà chế giới pháp. Và nhờ các vị đó mà bây giờ giới luật đó được giữ gìn tới bây giờ để không ai vi phạm. Bởi vì khi mà không có Phật rồi á, thì Phật không có phán quyết cái đó thì không ai nghe ai hết. Cho nên Phật phải phán cho nó xuống thì mình bắt đầu mình tuân thủ. Giống như Ngạ Lan á, đi xin nước của cô Ma Đăng Già đó, rồi bị cô Ma Đăng Già bỏ bùa. Ngài mới vừa nói: cô khát nước quá, cô cho tôi chén nước. Thì cái cô này cũng nhìn lên, cô thấy Ngạ Lan là cổ chế giới rồi, vì Ngạ Lan đẹp quá. Tại xong rồi cái thì cổ mới lắc cổ nháy cổ đang tỉnh hay đang mê. Rồi cổ mới nói: dạ thưa ngài là bậc cao quý, con là người thấp hèn, con không có dám cho nước ngài uống. Ngạ Lan mới nói: trời ơi, tôi tới đây tôi xin nước chứ tôi đâu có xin giai cấp đâu. Trời ơi, hồi nào giờ đâu ai nói mình câu đó đâu. Ta gặp mình là ta nói cô là người nghèo, cô là người bần cùng rồi vậy. Ông thầy mẹ đâu đẹp trai mà mới chị dễ thương. Thôi,
thương xong rồi bây giờ làm sao mà kết tóc xe duyên, thầy cạo rồi còn tóc đầu xe. Thôi thì bây giờ mượn bùa xe thôi. Cổ mới dùng một cái bùa thuật, cổ làm cho Ngạ đang bị mê, xong rồi Ngạ đang tự động phòng cô đâu, đi thẳng vô phòng của cổ. Sau từ Ngạ đang bắt đầu mới tháo y từ từ, thì Đức Phật đang ngồi ở chùa mà Đức Phật biết được. Đức Phật sai Ngài Đại Trí Bạch Thù mang cái bài chú Lăng Nghiêm lên để mà giải cứu cho Ngài. Thì với cái cặp mắt của mình, trời ơi, A Nan tu vậy đó nghe mà còn bỏ bùa nữa. Nhưng mà với cái cặp mắt của Bồ Tát là Ngài A Nan thị hiện cái tướng đó để có duyên do Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Cho nên tất cả các cái pháp để mà sanh ra công, cái người mà người ta không chọc ghẹo dở thì làm gì mình có cơ hội để mà mình tu cái công đức của nhẫn nhục, công đức của nhịn nhường, công đức của chịu đựng. Không, cho nên hồi xưa Khổng Tử dạy là, người mà chửi ta là thầy ta, người mình tới toan hót ta là kẻ thù ta. Khổng Tử dạy vậy. Tại vì cái anh nào mà anh nói tùm lum tà la vậy đó, nhưng mà nhờ vậy đó mình có cơ hội mình thúc liễn, mình gòn lại. Còn cái anh là nói chô chị giỏi lắm, chị thế này chị thế kia, một tưởng một lát mình tưởng đâu mình thiệt, bắt đầu mình cứ lơ lửng giữa trời mây, nguy hiểm. Chứ Khổng Tử nói người nào mà hành xử không tốt với ta là thầy của ta, còn người nào mà khen ta đúng mức, ví dụ như ta giỏi vậy khen vậy cho mới hơn, cái đó là bạn ta. Cái người nào mà gần bên mình thấy mình giỏi, khen mình giỏi, thấy mình tốt, biết mình tốt, đó là mới bạn mình. Còn kẻ nào mà mình không phải vậy mà nó đưa mình lên chính tầng mây là kẻ thù của mình. Cái chữ kẻ thù đó Ngài không có ý là phải nói ghét, mà cái người đó là cái người đang làm cái tâm ngạo mạn, cống cao, tự cao tự đại của chúng ta nó đang tăng trưởng. Cho nên Ngài Tuệ Mạng hỏi Đức Phật như vậy, Ngài Hộ Quốc hỏi Phật. Cho nên ở đây tại sao Bồ Tát tên khác tên Hộ Quốc? Thì Ngài mới nói nè, tu hạnh gì mà ở nơi tất cả các pháp được thêm lớn công đức. Mà rõ ràng những cái nghịch cảnh đó là mình tu để hộ cái quốc độ của mình. Cho ông Bồ Tát này tên Hộ Quốc. Cho nên ví dụ Pháp Hòa hay chọc Pháp Hòa nói trong chú Đại Bi nó câu tác bà đó. Đó, tác bà nghĩa là gì? Không phải tác bạn cái, tác bạn. Chữ tác bà là tiếng bạn. Dịch ra nghĩa là gì? Vì việc lớn, vì việc lớn. Cho nên thể mà gặp chuyện mà nó bất bình mà chuẩn bị sách vở ra về đó thì tự mình nói với tác bà có nghĩa là một người mà làm cho mình giận mình cuốn gói đi về là mình không phải tát bà rồi, mình là tát ra rồi. Tát bà nghĩa là vì việc lớn, vì việc lớn. Hai vợ chồng mà giận nhau mà xách vỏ đi bỏ con đói là không phải tát bà rồi. Giận nhau là giữa hai ông bà thôi, còn cái chuyện ở nhà lo cho con ăn, cho con học, bị gì đấy là ngày thường mà. Đâu phải giận nhau rồi bà đi shopping không vô quán cà phê ngồi con nhà nấu mì gói ăn chip đâu. Đâu không phải tác bạn. Mà nếu mình trở vô được trong này rồi là mình ta bà hàng. Ta bà hàng nghĩa là viên mãn, là cát tường, là rốt ráo, là yên tịch. Sáu nghĩa. Chữ ta bà hàng có sáu nghĩa. Đức Phật dạy lành thai này Hộ Quốc, lành thai đó là thiện tai, thiện tai xưa Hán gọi là thiện tai. Nay ông hỏi
Nay ông có thể hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, đem lợi ích an lạc cho nhiều người, cũng rất lợi ích cho đời sau những người tu đại thừa. Thấy không? Vậy thì một vị mà đưa ra câu hỏi đâu phải vì cá nhân mình không đâu, vì đại chúng mà hỏi. Cho quý vị đọc trong kinh Địa Tạng là phẩm thứ 8 nha. Chủ mạng Quỷ Vương muốn thưa hỏi Đức Phật. Đức Thế Tôn nhận lời rồi thì chủ mạng Quỷ Vương ngó ngoái lại nhìn Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà. Quý vị mà đọc trong kinh là quý vị thấy những cái cách hành xử của các bậc tu hành là mình thấy mình học hỏi đủ thứ rồi. Mình muốn nói gì ai mình cũng phải ngó lại một chút. Chứ đâu phải là muốn nói trời nói đất gì mà mình mới biết. Cho cái hình ảnh là chủ mạng Quỷ Vương ngó lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát trước khi hỏi. Hỏi và bằng cái tâm khiêm cung cung kính, con xin phép Ngài, con hỏi điều này, con Phật ở đây, con muốn hỏi về Ngài, con xin phép. Cho nên ở đây, khi một cái vị mà đương cơ đòi hỏi, không vì cái sự ghen, ganh, ghét gì mà hỏi. Quý vị đọc kinh, quý vị sẽ thấy tất cả những câu hỏi mà đệ tử đưa lên với Đức Phật là chỉ vì chung thôi, chứ không có vì cá nhân. Nay con có chút việc nghi ngờ, muốn xin hỏi Đức Thế Tôn giải nghi cho con và những người tu hành ở đời sau. Vì con biết rằng con nghi thì người khác cũng sẽ nghi. Nhưng mà người sau sẽ không có cơ hội gặp Phật thì Phật không giải nghi được cho họ. Hôm nay con có cơ hội được ở trước mặt Ngài và con hỏi để mong Như Lai giải cho con, rồi cái chỗ này sẽ lưu lại cho đời sau. Đức Phật khen: nay ông hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, đem lợi lại lợi ích cho nhiều người, cũng rất lợi ích cho đời sau. Ông lắng nghe Phật dạy. Bồ Tát Hộ Quốc bạch rằng: lành thay, bạch Đức Thế Tôn, xin chỉ dạy cho. Phật bảo: này Hộ Quốc, Bồ Tát có bốn pháp hay hoàn thành được sự thanh tịnh như trên. Bây giờ ngài Hộ Quốc thấy Thế Tôn ơi, làm sao mà ở trong tất cả pháp mà thêm lớn công đức để chúng con trừ cái lòng nghi, chúng con thành tựu được cái phương tiện giáo hóa chúng sanh. Và ở trong này dùng cái từ là dùng xảo phương tiện. Chữ xảo là gì? Chữ xảo là khéo. Ví dụ như là phương tiện quyền xảo. Chữ quyền nghĩa là tạm. Chữ xảo nghĩa là khéo lấy. Ví dụ bây giờ cái chỗ đó ông chủ tịch ông mất đi rồi, không có ai thế. Giờ đưa cái người khác lên tạm thì có đó gọi là quyền. Tức là quyền chủ tịch, ví dụ là tạm chủ tịch tạm. Nhưng mà mình á tạm dùng mà phải khéo nữa à, cho nên gọi là quyền xảo. Chứ không phải rồi nói ví dụ như thấy đồ của ai để nó tu quyền mượn quyền tạm. Về Phật dạy nè, bây giờ mình muốn thành tựu cái đó không? Điều kiện đây là bốn điều kiện đầu tiên. Điều thứ nhất là tâm chân thật, không xiển khúc. Xiển khúc là sao? Xiển khúc nghĩa là nịnh hót, bợ đỡ. Cái chữ xiển khúc nói theo danh từ bây giờ là nịnh hót. Hồi xưa ta dùng từ xiển khúc. Nói các vị tu phải có cái tâm không xiển khúc. Thì bây giờ mình nói rõ ra là phải có cái tâm không có nịnh bợ. Cái người tu của ta đầu tiên là mình phải có cái tâm thật. Tâm thật với ai? Trước hết là phải tâm thật với mình và tâm thật với mọi người. Bây giờ mình tu mà mình không có thật tu, không có thật tu làm sao tu thật? Hai cái chữ nó hai nghĩa khác. Mình là người tu thì phải thật tu. Mình là người thật tu thì khi cái pháp nó đến với mình đó, thì mình sẽ tu thật.
Còn ví dụ bây giờ mình đến mình hỏi mình hay là mình học gì đó, mình không có cái tâm thật tu, cho nên giờ người ta có giảng cho mình cái gì đó mình cũng ngồi có gì hết. Còn mình mà thật tu rồi, mình nghe cái gì rồi là mình sẽ áp, mình sẽ nhận được những cái. Hồi đó đó, có quà dạy cho mấy đứa nhỏ là mỗi ngày á, trước khi đi ngủ á, con 5 phút con ngồi yên, con suy nghĩ con ngày hôm nay con làm bao nhiêu điều tốt. Nếu mà con có được một điều tốt thì con lấy một hạt đậu trắng con bỏ vô hũ. Nếu mà hôm nay con làm một cái điều xấu gì đối với bạn bè thì con lấy một hộp đậu đen con để vào trong hũ. Mà phải thật á, vì đây là cái cách con tự sửa con mà con được hay không. Thì bây giờ mình muốn biết là tâm của mình nó đen nhiều hay nó trắng nhiều thì mình cứ thật tâm mình tỏ đậu. Rồi ngày hôm nay là sơ sơ là tôi làm công quả chứ tôi cũng vũa hết tâm người tôi bỏ vô hộp tâm hộp hay là hộp cũng được, tượng trưng cho một cái vũa. Nhưng mà sau khi một tháng rồi là mình sẽ nhìn vô cái hũ đó là mình thấy là mình đậu đen nhiều hay mình đậu trắng nhiều. Thì cái đó gọi là gì? Đó là không có xỉu. Phải chân thật với chính mình để mình tự sửa mình. Còn ví dụ mình hay nói là chị, anh thấy tôi gì sai nhớ nói nha, để tôi sửa. Mà ta nói cái mình cãi. Vậy thì mình chỉ nói cho người ta biết là tôi giống như cái người mở, cởi mở lắm. Nhưng mà khi người ta nói cái gì mình cũng nhận. Mình đều liều kiều có lý do nhân nhị tại bị để mình chạy cái đậu đó. Mà mình không có nhận ra là cái chỗ đó ta nói. Vì vậy cho nên á, mình muốn tu tới cái chỗ thành tựu như là Hộ Quốc Bồ Tát đặt lên câu hỏi, thì Đức Phật nói đây là bốn cái điều kiện đầu tiên phải có. Mà cái chuyện đầu tiên nhất là phải chân thật. Không có sống khác. Mình thấp mà muốn làm cao đâu có được. Mình mang giày cao gót cỡ lắm mà cũng gắn thôi chứ. Không lẽ làm sao lẽ lấy cái ghế để chân gì gắn vô. Cho nên phải sống chân thật. Điều thứ hai là phải có cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh. Cái tâm bình đẳng là tâm làm sao? Cái tâm đối với tất cả mọi người. Ông và ví dụ bây giờ Phật tử tới chùa bằng như vậy. Người mới, người cũ, mình tiếp giống nhau. Người cúng, người không cúng, mình tiếp giống nhau. Không có khác. Không phải ai cúng mình tiếp kỵ, ai không cúng mình lơ là. Tâm đó cũng chưa phải là tâm bình đẳng. Có một vị thiền sư, ngài đang ngồi uống trà thì có một nhóm Phật tử vô thăm. Ngài hỏi, ủa, đạo hữu có tới đây lần nào chưa? Nói, dạ bạch thầy, con mới tới lần đầu tiên. Ô, vậy hả? Mời uống trà. Xem qua đạo hữu kia hỏi, đạo hữu tới đây lần nào chưa? Nói, dạ con tới vài lần. Ô, vậy hả? Mời uống trà. Câu chuyện chấm thôi. Cái đó câu chuyện gì? Nghĩa là ông mới tới hay ông tới nhiều lần không có quan trọng. Cái cốt bây giờ là hai người ông đều có mặt ở đây và tôi mời uống trà. Đó là hành xử bình đẳng của người tu. Cho nên đó, mình có một chén cơm mà chén cơm buổi trưa lên bên đây cúng, mình mới nói với Phật á, Phật ơi, cái món ăn mà con đem lên cúng này nè, nó có sắc, có hương, có vị, gọi là thử thực sắc hương vị. Nhớ kinh cúng ngọ không? Thử thực sắc hương vị, tức là món ăn này là thử thực, có sắc, có hương, có vị. Trên cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt.
tùy nguyện giai bảo này, khiến cho người cúng linh kim thí giả đắc vô lượng ba la mật. Đó, kinh cúng ngọ đó, ý muốn nói rằng mỗi khi chúng ta hành xử một cái gì, nó phải đầy đủ ba yếu tố là sắc, hương, vị. Lời nói của mình nói ra phải có sắc, phải có hương, có vị. Nói mà ta nghe cho nó dễ chịu, phải không? Nói cho người ta nghe mà ta thấy rằng nó không có cái gì đó chói chản với người ta, hành xử cũng vậy. Cho nên có một chén cơm mà mình đem lên mình cúng cho ba bậc thượng, cúng thập phương Phật là trên, cúng mười phương Phật, trung phụng chư hiền thánh là ở giữa, mình cúng cho các vị thánh hiền, phía dưới mình cúng cho lục đạo sáu loài, rồi hạ cập lục đạo Phật đẳng trí vô sai biệt. Rồi một lát mình cúng xong, mình mới nói với Phật là ngã kim phụng niến cam lồ vị, con nay phụng niến vị cam lồ, dù núi tu di cũng không sánh bằng. Ngã kim phụng niến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng, con chén cơm chút xíu mà lại đem so sánh với núi tu di. Tại vì núi tu di cũng là núi, còn cái tâm lượng của con thì nó làm sao, nó trùng trùng, cho nên núi tu di cũng không sánh lượng đẳng tu di vô quá. Sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp họ. Mai mốt quý vị tìm cái bài đó, có bài mới giảng ở Michigan, cái bài có tên là sắc hương mỹ vị. Mình phải có cái tâm bình đẳng. Cái điều thứ ba là phải tâm niệm mình nhập vào không. Chữ không này là gì? Chữ không này là, nếu mình hiểu đơn giản là không còn sự ham muốn. Mà chữ ham muốn này á, nó không có cái nghĩa đơn giản là ồ, không có còn là ham muốn ăn uống, ngủ nghỉ. Cái chữ không này á, chúng ta phải đưa cái tâm ngoài những cái không mà chúng ta không có còn tranh chấp sao cũng được. Mình phải có cái tâm không đó. Thường thường đó, quý vị đi vô chùa, quý vị hay vô cổng tam quan, phải không? Đúng không? Cổng tam quan, chùa nào cũng có cổng tam quan. Cổng tam quan là tượng trưng cho ba cái cổng của nhà Phật là không, vô tác, vô tướng. Ba cửa đó. Thí dụ như nhiều khi mình không làm gì hết mà thật sự mình làm. Ví dụ nè, bây giờ sáng 6 giờ mình ngồi yên trên chánh điện, mình đâu nói gì đâu, mình không nói gì hết mà mình thực sự mình có làm không? Có đang làm. Mình làm một cái công việc là mình đang điều phục cái tâm ý của mình, và mình đang làm một cái việc là làm cái hình tướng yên tĩnh để đại chúng ta đương theo đó mà làm. Vô tác là không làm mà làm. Thế trời ơi, tôi bây giờ không còn làm gì được nữa hết á. Tôi đi chùa cũng làm được vậy thôi, tôi ở nhà không có mở chợ cũng đông. Quý vị làm một cái việc vô tác, có nghĩa là bây giờ mình già, mình lớn tuổi, mình không còn làm được gì, phải không? Vô chánh điện ngồi niệm Phật, vô tác mà tác. Vô tác là thấy không có làm gì chứ, ngồi không à. Nhưng mà tác lớn lắm á. Tác nghĩa là làm á, tức là mình ngồi đó, mình diễn cái tướng niệm Phật để cho con cháu thấy niệm Phật. Con cháu đi ngang mà thấy trời ơi, bà ngoại già 80-90 mà ngồi niệm Phật, mình trẻ đều không lo niệm Phật à. Cho nên người già tu để người trẻ quán chiếu. Không tác mà tác. Còn không nguyện mà lại nguyện, gọi là vô nguyện.
Ví dụ bây giờ mình không có ước mơ gì hết đó, nhưng mà mình tự mình cứ lo tu nên tự nhiên mọi việc nó hình thành. Cho ngày xưa có một vị tổ sư Việt Nam ta ngày mới nói như thế này: vô nhất Phật trung vô tận tạng, hữu hoa hữu nguyệt hữu lầu đài. Vô nhất Phật trung vô tận tạng, tức là không có một cái vật gì ở trong đó. Vô nhất Phật trung tức là không có một cái vật gì trong đó, và chính nó không có một vật gì cho nên nó chứa được vô tận. Vô nhất Phật trung vô tận tạng, tạng là chứa, phải không? Mà trong cái chỗ chứa nó chứa cái gì? Hữu hoa hữu nguyệt hữu lầu đài, có trăng có hoa có lâu đài. Giống như cái tâm mình nó rộng, không chứa gì hết, nhưng mà chứa nhiều không? Chứa tất cả. Ví dụ bây giờ quý vị không có chứa buồn vui thương ghét của ai nữa hết, nhưng mà chứa vô lượng cái an lạc. Vô nhất Phật trung vô tận tạng, mà trong cái tâm an lạc này nó có cái gì? Hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài. Muốn nói hoa sẽ có hoa, muốn nói nguyệt sẽ có nguyệt, giàu có vô cùng. Mà trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm mà gọi là phẩm pháp sư, người nào muốn làm pháp sư là người đó phải đủ ba điều kiện. Điều thứ nhất là phải vào nhà của Như Lai. Điều thứ hai là phải mặc áo của Như Lai. Điều thứ ba là phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi, áo Như Lai là áo nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. Ngồi trên cái tòa là thấy tất cả đều là không. Ví dụ người ta có khen mình cũng không luôn, tại vì sao? Cái tiếng khen đó cũng chỉ là tiếng thôi. Rồi người ta có chê mình cũng không, là tại vì cái tiếng khen chê đó nó cũng chỉ là một tiếng. Quan trọng là mình vẫn là mình, chứ còn không phải mình buồn vui theo khen chê. Mình mà buồn vui theo khen chê tức là mình chưa biết ngồi tòa pháp không. Mà như vậy làm giảng sư là không có vững. Vì người ta khen cái hớn hở, người ta chê là buồn son, thì làm sao đủ khả năng để mà đi dạy? Theo pháp sư, một vị pháp sư là ba điều kiện: tòa pháp thân, ba rồi phải không? Phải có tâm chân thật, tâm bình đẳng, tâm mình phải không? Cái thứ tư là gì? Lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Mà chúng ta thường hay dùng cái từ là tri hành hợp nhất, hay là ngôn hành hợp nhất. Chữ ngôn là lời nói, chữ hành là việc làm, ngôn hành hợp nhất. Hồi xưa có một vị đó, ta tới ta gặp một vị thầy, ta mới bạch hòa thượng: thế nào gọi là tổ? Tại con hay nghe gọi tổ, tổ sư này tổ sư kia, thì hòa thượng giảng cho con chữ tổ nghĩa là gì? Vị hòa thượng mới nói sao làm vậy gọi là tổ. Vậy thôi, ông tổ không nói sao là ông làm như vậy, chứ không nói khác, mình mới xưng là tổ được. Chứ còn mà ngài nói đường ngài làm nẻo thì mình không có ca ngợi ngài là tổ. Ở trong kinh pháp cú có câu như thế này: như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấp hoa không làm không kết quả. Rồi câu ngược lại: như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấp hoa có làm có kết quả. Tức là mình nói thì sao mình làm. Có một cái ông thầy đó, là được cái bà đệ tử dẫn đứa con lên tới bạch thầy: thằng con nó phung phí lắm, nó không có biết hà tiện hà tặng cái gì hết trơn,
xin hòa thượng thầy dạy cho con của con làm sao mà cho nó về nó hà tiện lại. Cảm thầy nó vậy hả, thôi tuần sau bà dẫn con lên, thôi bà cũng chịu khó lái xe chở con về, tuần lễ sau chở nó lên. Cũng y vậy, cái hòa thượng mới khuyên con ơi con, mình làm cực khổ lắm, không tiền mình làm cực khổ lắm, con xài ra đúng chỗ. Cái nói vậy cái bà này bà xì cái cát, trời ơi có nhiêu đó mà cũng chạy của hôm chứ rồi đợi tức tuần sau mới dẫn, biểu tôi em về tuần sau dẫn lên. Ai ngờ ông khuyên có nhiêu đó à, ông xì bà là ông thầy cái gì, cái ông thầy nói làm sao, thầy nói tại bà không biết tôi cũng có tập giống đó. Tôi xin bạn tuần là để tôi tập cái tật đó, tôi mà tập xong rồi tôi mới dám nói nó. Tuần đó bà phải nhỡ cái lẹ, thầy ông thầy cũng có cái tập xài phí giống đó mà ông thầy không dám chỉ nó liền. Cho nên thầy nói chờ tôi nghe xong tôi nhột quá là tôi xin bạn tuần cho tôi để tôi về tôi tự tu luyện thôi, và tôi học được cái tánh thiện tặng rồi tôi mới dám dạy. Thì quý vị có thấy là cái hành xử của người sư các ngài rất thật. Mình sao nói vậy? Tôi còn giận là tôi nói tôi giận, chứ tôi không thể nào tôi nói tôi mắc cái giận chị. Nhưng mà thiệt sự là tôi hầm bầm. Thật ra người xưa là cái thật của các ngài là mình có cái tật gì mình giận có cái tật đó. Để chi? Để sửa. Chứ bây giờ mình không nhận ra cái tật của mình làm sao mình sửa mình được. Cho cái người mà nóng tính thì nó sẽ anh nóng quá, tôi đâu nóng mà sao lên vậy mà kêu nóng. Là nó rất rõ. Có cái anh bán kem đánh răng, anh quảng cáo dữ lắm, nó kem này đánh vô răng trắng là nuốt đẹp, anh làm một lô vậy đó. Cái ta súng là ta mua quá trời quá đất, cảnh khoái quá, anh cười cái ta nhìn bộ răng là cái bỏ xuống lên. Bây giờ ta mua nhiều quá, cảnh khoái quá, cảnh nhăn răng, cảnh cười đó. Cái ta nhìn cái bộ răng ảnh, cái ta biết em này chăm chó tối làm sao. Chà, cái bộ kinh này câu học không xong rồi. Vì nãy giờ tiếng đồng hồ mới có 4 câu mà nhiều phần dạy nhiều thứ lắm. Nhưng mà có bà thưa đại chúng á, những cái về sau này nó là những cái phụ của cái 4 cái này. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để chúng ta trở nên một cái người tu mà có cái chữ người tu đây không phải để chỉ cho những vị xuất gia. Người tu là tất cả chúng ta hết. Chúng ta là những người tu sĩ, chứ không phải là tu sĩ để dành riêng cho các vị đã đi xuất gia. Các vị xuất gia là xuất sĩ, còn mình còn ở nhà là cư sĩ. Còn nói chung là tất cả chúng ta là tu sĩ. Tu sĩ là người tu. Thì bây giờ Phật dạy 4 chuyện. Điều thứ nhất là phải giữ tâm chân thật, không bình thoát. Điều thứ hai, tâm bình đẳng. Điều thứ ba, tâm phải mình phải không, tức là mình đừng có bị trước vào những cái việc làm của mình. Bởi vì tâm của Bồ là một cái người Bồ Tát đó, là mình làm tất cả mọi sự mọi điều mà chỉ vì chúng sanh mình làm và không vì lợi dưỡng mình làm, cho nên khi người ta có bồi đáp cho mình hay không mình không có mặt. Hồi xưa có một cái ông đó, ổng may áo quần, ổng may áo dài, rồi ổng hỏi ông quan kia, ông làm chiếc lớn hay làm chiếc nhỏ, bởi vì để mà tôi biết mà tôi cắt. Thế mà ông làm quan lớn thì tôi sẽ may cái dạng sau nó thấp mà dạng trước nó dài, mà hễ mà ông làm chiếc nhỏ đó thì tôi sẽ may cái dạng ở đằng trước nó thấp mà ở đằng sau nó dài. Ổng nghe ông hỏi xong thì sao kỳ lại, vì quan lớn thường hay đi mương mà. Mà hễ mưa mà có tiền sao xách cái áo lên phải may trước nó dài mà ở đằng sau nó dài, nó ngắn cho nó vừa. Mà hễ mà ông là cái ông quan nhỏ đó thì tôi sẽ may sao cái vạt trước nó thấp, đã muốn nào đúng đúng thì cái dạng nó thấp. Giờ đi may ông cái ông may áo đó đó, ổng là một cái người thường đúng không, cái người may áo thôi mà,
Nhưng mà trong cái con người mang áo đó đầy cái đạo lý. Rồi có một cái bà vợ kia thấy ông chồng mình làm cái nghề kéo xe cho ông quan, mà thôi ông quan vừa leo lên xe là ông bu lô ba la, ông mắng những người xung quanh quá trời quá. Bà vợ đi chợ thấy chồng mình vậy cái đi về cuốn gói, ông đi về nói bà làm gì đó, tôi nói tôi chuẩn bị tôi cuốn gói tôi đi chứ tôi mắc cỡ quá tôi không ở đâu vậy. Ấy sao vậy? Nó hồi trưa này tôi đi chợ tôi thấy ông quan làm quan cao thật là cao, mà ông ngồi trong xe với ngu, còn ông là cái ông kéo xe cho quan thôi, ông quá trời quá đất. Vậy thì trong con người của bà vợ đơn giản này nó có cái đạo lý trong không? Cho nên mình mà cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta không có khinh ai hết. Tại vì có những lúc đó, người ta ngoại hiện phàm phu mà nội bàn Bồ Tát. Nhưng mà có nhiều khi mình đó ngoại hiện Bồ Tát mà nội tạng phàm. Thì có những người ta nội tàng Bồ Tát nhưng mà ngoại hiện phàm phu. Cho mình phải có cái bốn cái điều kiện mình bước vào trong cái con đường tu hành của mình, là mình phải chân thật với chính mình. Mình mục đích mình tới đạo tràng mình tu để làm gì? Mình phải rõ được cái đường. Có ai vô chùa mình nói với người nhà nói tuần này tôi đi vô chùa tôi ăn cơm không? Không đó. Nói tôi đi tu. Ông ở nhà coi mấy đứa nhỏ để tôi đi tu. Nhưng mà vô trong này rồi cái chữ tu nó mất tiêu rồi, mình bưng nguyên cái dấu quyền đi theo để mình tu. Nhưng mà nếu mình khéo á, từ cái chữ tu mình bỏ là thành chữ tu. Tu nghĩa là đẹp, tu nghĩa là đẹp. Mình tu để mình có tu, tu để làm cho mình đẹp chứ không phải tu để làm mình thành tu. Mà sở dĩ mình tu là tại vì mình cứ tu. Tụ là cái gì hả? Em không dám định nghĩa. Cho nên đó lời cái vị hộ quốc đó đặt lên câu hỏi với Đức Phật, làm sao để chúng con ở trong tất cả các pháp mà có công đức, là cái chỗ đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là lúc nào mình cũng gặp được cái thuận cảnh. Đôi khi cái nghịch cảnh mới thật sự là cái chỗ cho chúng ta trọn vẹn cái công đức. Quý vị biết có một lần mà mình ở trong chúng với nhau vậy, đâu phải lúc nào nó cũng thuận đúng không? Có như thế này thế kia, nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái cơ hội để chúng ta tạo tác phẩm. Và mình chân thật với mình là hôm nay mình tới đây là vì tu mà. Cho nên không vì chỗ ở, không vì cái chỗ ngồi, không vì cái chỗ ăn, không vì cái áo tràng. Trời ơi trời, tôi mới tỉnh cao tràng 30 bạc. Để đây, ai trộm của tôi? Khổ ghê vậy. Cất kỹ thì quên, mà để thở thì bị rình. Cho nên rồi mình khổ lắm. Mà mình cứ nghĩ vậy nè, hễ mà người ta mặc á thì cũng tốt thôi, chứ ai lấy cái áo tràng đi làm chuyện khác đâu. Cho nên Pháp Hòa rất là tâm đắc cái chuyện của ông Gandhi. Ông Thánh Gandhi ông leo lên cái xe lửa, ông lỡ chân ông làm rớt chiếc dép, ông lột cái chiếc dép ông quăng trở lại cái chỗ rớt đó. Người ngồi chung xe với đấy ông này chắc ba lơ, rớt một chiếc lượm dùng lại. Ông nghe sau ông giải thích, ông nói bây giờ tôi rớt một chiếc, tôi giữ lại thì tôi cũng có một chiếc, tôi đâu có mang được.
mà người lượm cái chiếc kia cũng có một chiếc đâu có mang được, thôi thì bây giờ tôi giục luôn cho ai có lượm hai chiếc ta mang cho nó khỏe. Mình thấy cái hành xử của người xưa. Vì sao? Vì cái tâm của các ngài là ở cái chỗ tất cả các cái trường hợp mà có thể sanh ra công. Còn mình mà rớt chiếc dép một cái là mình la trời ơi trời, ngưng xe tìm mọi cách để làm sao lượm cái chiếc dép đó lại. Cho nên Pháp Hòa muốn giải thích dài dòng vậy để cho đại chúng hiểu được cái câu hỏi của ngài Hộ á, là làm ở nơi tất cả các pháp để mà thêm lớn cái công đức. Cái chỗ mà mình rớt chiếc dép mà mình còn lượm lột cái chiếc của mình mà quăng lại để cho người khác, người ta có đủ đâu người ta mang ngát. Chứ còn thông thường của mình là không có, mình sẽ kêu xe ngừng lại, phải không? Để mà làm sao nhảy xuống. Chứ mình ít có suy nghĩ là thôi bây giờ đó là ai lượm được thì con người ta mang. Cho nên Pháp Hòa mới thấy, ví dụ như cái em đấy, em ăn đồ ăn sáng đó mà nó để 5 đồng lại ông túi, rồi ăn có 5 đồng. Thì cái ông chủ bán hàng cho nó tưởng nó nghèo, nó có 5 bạc nó ăn. Một lát nó thấy người nghèo nó lại móc 5 đồng nó cho. Nó nói, ông chủ tiệm nó ra la, trời ơi có mà ông ăn hết. Nó mới nói, dạ ăn hết lấy gì cho. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ nói là sao? Cho hết lấy gì ăn. Mình sẽ đi ngược, mình cho hết thì lấy gì ăn. Mà người có tuệ giác thì ta nói là sao? Ăn hết lấy gì cho. Cái chỗ khéo của người tu là cái chỗ đó. Thôi mình dừng ở đây nha, chưa học tiếp. Câu hỏi hay câu trả lời? Câu hỏi của ngài á, ngài Hộ Quốc hỏi Đức Phật á, đại Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn công đức đến chỗ cứu cánh tự tại. Chữ cứu cánh là cái chỗ rốt ráo đó, cứu cánh như là rốt ráo đó. Để chúng con trừ các cái sự nghi rồi có thể tế độ chúng sanh có đúng như lời mà tuyên chân thật vậy đó. Câu hỏi này. Thôi bây giờ mình dừng ở đây, mình hồi hướng rồi chuẩn bị đi xịt phạt. Ủa cùi là mệt đó. Tiếng quảng là ủa cùi. Hả? Mệt. Lầu ngôi tăng kể cứu trọ. Thôi đại chúng mời hướng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu phổ, nguyện tội chướng tấn tiêu trừ thế thế thường hành bồ tát bị học kinh hay không? Kinh hay lắm. Chỉ là hoặc quý vị cứ duỗi chân chút xíu cho thư thả, rồi khi nghe con thỉnh tiếng khánh thì cùng khởi thân đứng ra để cung tiễn thầy giáo thọ và chân tông đức hồi liêu.